Mặt kia có đẹp không? Hay bà có nói mà ngồi bà điếc hả? Bà điếc, bà nghe chứ bà điếc. Bà đẹp không? Đây này, mới được con cháu mua cho chiếc váy mới của bà vội ra khoe với người bạn tri kỷ, khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười. Tôi hồi còn con gái đến lúc lấy chồng sinh con, rồi tới khi già nua cao tuổi, cụ bà vẫn không có được mấy lần mặc váy mặc đầm. Thế nên khi được con cháu mua cho chiếc váy mới, cụ đã không khỏi mừng rỡ trong lòng, vội vàng ướm thử lên người, sau đó chạy ngay đến chỗ bà bạn thân để mà khoe chiếc váy. Do hỏi nhiều mà không nghe bà bạn trả lời lại, cụ bà đã quả quyết rằng người bạn bị điếc rồi nên không nghe được. Váy đẹp thì, cứ chà, bà nữ nó có váy đẹp như mẹ hầy. Đẹp không? Bà nữ không có váy đẹp như mẹ hầy. Hầy? Ừ. Có đẹp không? Bữa bữa rồi gặp con bữa có hội kia, hội mài bà mới lắc đầu. Đó. Cũng mình nói lắm. Bà biết nói nhưng mà mẹ phải nói to to tí bà mới nghe. Bữa chưa gặp có bữa thế à? Tuy nhiên sau nhiều lần cố chấp đến cùng, bà cũng đã nghe được tiếng đáp lại thỏ thẻ của người bạn già. Mặc dù chỉ là những tiếng ừ ì ngắn gọn, nhưng lại khiến cho cụ càng thêm phấn khởi trong lòng. Áo đẹp thì đẹp không? Chà, có cái váy đấy. Ừ. Ý. Đẹp không? Bà ì nữa. Đẹp không? Bà ì rồi à? Cái này ì hay ì đâu có gì nói không? Ý. Đây này. Ừ, trời, váy đẹp rồi. Đi. Khuê bà bản có cái váy đẹp nữa đấy này. Đi đây này, đi. Khuê bà bản có cái váy đẹp rồi này, khuê bà bản. Đây. Đi. Khuê với bà đi bản đây nhà bên nữa. Đây này. Chứ ngày nào ra gương để gọi bà bản mấy ngày đi không? Dần bà không ra bởi những con váy là bắt đầu ra gọi bà nó để khoe. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng thích thú, pha lẫn một chút cảm giác xót xa khi tả trước hình ảnh một cụ bà cao tuổi nhớ nhớ quên quên, mặc trên người chiếc váy hồng đa màu sắc vô cùng đáng yêu và đang nói chuyện với chính mình qua một tấm gương soi. Những tiếng ừ ì đáp lại một cách thỏ thẻ không đâu khác chính là tiếng vọng của bà khi bà cố gắng áp sát mặt mình vào mặt gương mà hỏi chuyện người bạn tri âm tri kỷ. Một số bình luận được mọi người để lại: kiếp người đôi khi nó lại khổ thế đấy, một đời người lớn nhưng lại có đến hai đời trẻ con. Bà lẫn rồi nhưng mà nhìn dễ thương đáng yêu quá nhỉ. Không biết được khi tôi bằng này tôi có đáng yêu được như này hay không, hay lại suốt ngày chửi chó mắng mèo la rậy con cháu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.